Alo chị Hoa ơi, test máy. Alo chị Hoa nghe em. Nghe rồi Trân ơi, nghe rồi. Đông vô chưa ta? Con kính định lễ sư. Rồi, có vô rồi. Con kính này lễ sư. À. Su Parati bàn tay. Giỏi Parati Alanandi. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. À. Tuần sau bắt đầu học hai buổi thứ ba với thứ bảy ha. Tuần này mình học thứ năm với thứ ba thứ năm, tuần sau mình học thứ ba thứ bảy ha. Dạ, con kính lãnh lễ sư. À, thăm cá Long dẫn chương trình hả? Dạ rồi, để con bắt đầu. Chưa tới giờ hả? Rồi Mới 26 mà. chưa tới giờ. Sẽ tới giờ 30. Để hết pin rồi. Cho nên nó sáng đi xíu. Hết pin. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến giờ giải bát tam bảo trước buổi học. Phần này sẽ do Phật tử Phương Ngọc Chân hướng dẫn mọi người. Cô xin mời cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Ô sáu nghe à? Dạ hồi nãy đó, mọi người tự thoát ra sư. Dạ bây giờ con đó, dạ bây giờ con hướng dẫn lại. Chị Trân có đâu mà? Dạ có. Dạ rồi, dạ Nam mô Bổn Sư Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, quý cô tu nữ, xin chào quý học viên. Con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ri si karata te cham talikhe vimane di be ra te chagame taguvana gahane ye hawa thom he khe te phom ma cha yam tu de wa cha la thala visame ya khaya thapanagati thanta santi keya Muniwara wajanang sathavo me sunang tu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyambi Buddhang saranang gacchami, Tutiyambi Dhammang saranang gacchami, Tutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro Purisadama sarati sattha deva manusanam buddho bhagavati nati me saranam anyam buddho me saranam varam ete na sacca vacce na hontu me jayamangalam uttamangena vandeham badabam subvarutamam Buddhe yo kalito do so putho kamato tang mamang sakato bhagavata thammo sanditiko akaliko ehi basiko opanayiko pacha tang vedita po
Vinyo hi ti na thi me sa ra năng anh nhang tham mô me sa ra năng và rắc e tê na sa cha wa chê na hôn tu me cha ya măng gà lạc u ta măng gê na văn đê hăng tham mạnh cha rùi thăng và rắc tham mê yô khá li tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma măng Subhatibhano Phagavato Savakasangho Ujubhatibhano Phagavato Savakasangho Nyayabhatibhano Phagavato Savakasangho Samijibhatibhano Phagavato Savakasangho Yadidang Chattari Burisa Yugani Atha Burisa Bungala ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho a hồ nay yo pa hồ nay yo đa khi nay yo an cha li ca ra nay yo a nô ta rang bu nha khe tăng lô ca sa ti na ti me sa ra năng an nhang sang kho me sa ra năng wa rang ê tê na sa cha wa chê na hô tu me Jaya mangalang utta mangge na wande hang sang khai cha du vi tho ta mang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang wanda mi je ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thing bu tha ro ba sa ka lang sa da Sambuthe athavi sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammancha sangkhancha adare nanamami hang namakara nupave nahantva sabbe upadave aneka antaraya pivina santu asesato Sambuthe pancha panya sancha chatuvi sati sahasa keda sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammancha sangkhancha adare nanamami hang namakara nupave nahantva sabbe upadave Aneka antaraya pivina santu ase sato Sambuthe na vutara sate atha chattali Sasahasa kevi sati sata sahasa ninamami sirasa ahang te sang thammai cha sang khai cha adare nanamami hang namakara lupa ve nahang toa sabbe ubata ve aneka antaraya pivina santu ase sato sabbe burati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe burati maya Yanudisa yasata avera sukhi hondu sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hondu sabbe dakhina Yanudisa yasata avera sukhi hondu sabbe paichima yadisa yasata avera sukhi hondu sabbe paichima Yanudisa yasata avera sukhi hondu sabbe uttara Yadisa yasata avera sukhi hondu sabbe uttara Yanudisa yasata avera sukhi hondu sabbe upparima Yadisa yasata avera sukhi hondu sabbe hetima Yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yuga hontu agoga hontu
sam pa ti hi sami chan tu su khi a ta nang pa ri ha ran tu dukha pa ta janik dukha pa ya pa ta jani pa ya so ka pa ta jani so ka hon tu sa be bi ba ni no akasatha cha phumma tha devana ga mahitika bun nhang no anumodang tu chi rang ra khang tu sa sanang akasatha cha phumma tha devana ga mahitika bun nhang no anumodang tu chi rang ra khang tu no ga ru akasatha cha phumma tha devana ga mahitika bun nhang no anumodang tu chi rang ra khang tu nha ta yo akasatha cha phumma tha devana ga mahitika bun nhang no anumodang tu chi rang ra khang tu pa ni no akasatha cha phumma tha devana ga mahitika bun nhang no anumodang tu chi rang ra khang tu no sada idang watano bun nhang asawa khaya wa hang hon tu anagate kale sa thú dạ con đã tụng xong sa thú Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma Nam mô Sang Thầy á. Chúng con nhận thấy phần đọc kinh là Bát Tam Bảo đã hoàn tất. Và giờ này chúng con xin nhân miết lại cho sư để tiếp tục phần bài giảng của mình. Kính chúc quý Phật tử có một buổi học an vui. Con xin mời, con xin nhân miết cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Thầy á. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học bài tiếp theo bài số 7. Trong phần bài học này, phần học bài học đầu tiên, phần tiếp theo buổi học hôm nay thì mình sẽ học phần phần liên từ. Phần liên từ của bài học số 7. Liên từ tập hợp. Đây là phần liên từ tập hợp. Liên từ tập hợp là gì? Lớp có nhìn thấy không? Đây là phần liên từ. Chưa thấy. Nè, liên từ tập hợp nè. Dạ thấy rồi sư. Nè, liên từ tập hợp nè. Liên từ tập hợp cách sử dụng. Liên từ tập hợp là tiếng để nói những từ hay những mệnh đề có cùng giá trị. Ví dụ ở đây, cho mình thí dụ nè. Upasaka cha, Upasika yu cha, Thamman sunanti, các thiền nam và tín nữ đang nghe pháp. Ở đây liên từ tập hợp ở đây là chữ cha. Chữ trái dịch là hòa. Câu số 2. Sowa Sawa Gihasmin Wasati, anh ấy, hai cô ấy đang ngồi trong nhà. Thì ở đây mình có liên từ tập hợp là chữ hoa, dịch là hay là, dịch là hay, hay là hay là hoặc là liên từ tập hợp. Ở đây mình thấy người ta sử dụng nó hai lần ha, chữ chá cũng được viết hai lần, chữ hoa cũng được viết hai lần. Anh ấy hay là cô ấy đang ở trong nhà. Thứ ba người ta dùng trong một câu, hai câu. Ahang aramang gacchami sopi aramang gacchati. Tôi đi đến chùa, anh ấy cũng đi đến chùa. Ahang aramangai chami, tôi đi đến chùa. Sopi,
Aramangachati. Tôi đi đến chùa, anh ấy cũng đi đến chùa. Ở đây tôi sử dụng chữ pí. Chữ pí dịch là cũng. À, chữ pí dịch là cũng. Rồi câu 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 3, câu 4. Rajakumaro mita sampiyutta cito pi karuna sampiyutta cito pi hoti. Thái tử là người có cả tâm từ lẫn tâm bi. Chữ pi nó còn dịch là cả tâm, có cả cái này lẫn cái kia nữa. Ví dụ ở câu này ta thí dụ cho mình thấy nè. Thái tử có cả tâm từ lẫn tâm bi. Metta samyutta citta pi. Karuna samyutta citta pi ho ti. Vậy là có cả tâm từ lẫn tâm bi. À. Thì đó là một số liên từ. Một số liên từ dùng để ghép, để nối các từ lại. Nói các từ hoặc là các câu lại. Thì ở đây chủ yếu mình sử dụng, học bài này thì chủ yếu sử dụng được 3-4 cái liên từ này thôi. Nó nhiều lắm. Nhưng chủ yếu mình tập sử dụng được 3-4 liên từ này. Chữ chá, chữ qua, chữ pí. Nhớ khi mà sử dụng nó thì sử dụng 2 lần ha. Dùng chá cũng 2 lần, qua thì 2 lần. À đi, nếu mà dùng cả cái này lẫn cái kia cũng có thể sử dụng nó 2 lần. À, sử dụng nó 2 lần. Còn giống một câu, câu như thế này thì sử dụng nó 1 lần cũng được. Ví dụ tôi đi đến chùa, anh ấy cũng đi đến chùa, thì dùng 1 lần như thế này thì cũng được. Rồi đó là phần cách sử dụng liên từ. Ở đây mình có một số liên từ, một số liên từ tập hợp. Chà, cái này một trang nó không hết rồi. Một số liên từ tập hợp người ta cho mình. Chủ yếu là giống như nói lúc nãy, chủ yếu sử dụng được 3-4 liên từ sử dụng phổ thông thôi. Cái này mình học cho biết thôi. Rồi đến khi mình học cao nữa, mình tự tìm hiểu để mình biết thêm. Rồi bây giờ tập đọc ha. Chá, Panna, Hoa, Tenahi, Tú, U đà hú, a tha hòa, quê, pa ná, chá pa ná, kinh pa ná, a quê. Không biết lớp có nhìn thấy hay không ạ? À? Trên lá màu đen thấy. Thấy không? Dạ thưa thấy. À. Chữ chá ở đây là hòa, chữ pa ná là nhưng. À, chữ pa ná là nhưng. Chữ qua là hay là hoặc là nãy rồi. Tên hí là tuy nhiên. À, bởi thế, vì thế. Tên hí là bởi thế, vì thế. Chữ tú mới là tuy nhiên. Chữ uda hú là hay là hoặc là. Chữ uda hú với chữ qua nó giống nhau. Nhưng mà chữ uda hú nó được sử dụng trong câu hỏi. Athawa cũng là hay là hoặc là. Chữ Atawa hay là hoặc là ở đây nó sử dụng trong câu bình thường. Nó sử dụng trong câu bình thường. Chữ V là chắc chắn. V là chắc chắn. Chữ Puna, Puna một lần nữa. Ví dụ trở lại một lần nữa, đi một lần nữa gì đó. Tại sử dụng chữ Puna. Chapana, chữ Chapana nó bằng với chữ Pana ở trên. Là nhưng. À, là nhưng. Kinh Panna huống nữa là, chữ Kinh Panna huống nữa là, chữ Ha quê nó bằng với nghĩa chữ quê là chắc chắn. Rồi lần nữa ha, chữ Chá là hòa, chữ Panna là nhưng, chữ Hoa là hay là hoặc là. Tê nó hí, bởi thế, vì thế, tú, tú là tuy nhiên, u đa hú hay là hoặc là. Athawa cũng là hay là hoặc là. Quê mà sư nhanh quá con viết không kịp chứ. Quê là chắc chắn. Una là lần nữa. Chapana, Chapana là nhưng. Kinpana uống nữa là. Quê là chắc chắn. Rồi lần nữa ha. Chá là hòa.
Pana là nhưng, qua là hay là, hoặc là đê nó hí là vì thế, bởi thế, tú là tuy nhiên, u đa hú là hay là, hoặc là athawa cũng là hay là, hoặc là quê là chắc chắn, puna là lần nữa, chapana là nhưng, kinpana là huống nữa là, awe là chắc chắn. Rồi giờ đọc, giơ tay lên đọc, đọc cả nghĩa ha. Đọc cả nghĩa, cái nào không nhớ xin nhé. Rồi vì ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên tập đọc các liên từ này, rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời phần, trả lời câu hỏi. Dạ là và... anh Cát Khánh có trên lớp học hay không à? Khánh, sư hỏi kìa. Khánh, sư hỏi con có lên lớp học không kìa? Nghe Khánh ở trên lớp học không? Dạ có sư. Mời mấy Phật tử đọc bài sư. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Chá là và, qua là hay là, hoặc là tê na hí là tuy nhiên, tê na hí bởi vì dạ tê na hí là bởi thế, bởi vì, pa ná là nhân, u đa hú là hay là, hoặc là tú là tuy nhiên, á thá qua là cũng là hay là, hoặc là quê là chắc chắn, phu ná là một lần nữa, cha pá ná là nhân, kinh pá ná huống nữa là, há quê là chắc chắn. Dạ con xin hết ạ. Rồi tốt, giỏi, nhớ giỏi. Dạ xin mời Phật tử Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Chá là và, bá ná là nhân, và là hay là, tê ná hí bởi vì, bởi thế, tú là tuy nhiên, u đa hú hay là, hoặc là át thá quá hay là, hoặc là quê, con không nhớ cái này xin. Át thá quê là chắc chắn, kinh bá ná. Con xin đọc xong rồi sư. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Chá là và, phá ná là nhưng ngược lại, và hay là, hoặc là, tê ná hí, tuy nhiên, bởi thế, ú đa hú hay là, hoặc là chú là tuy nhiên, về chắc chắn, á tha và là hay là, hoặc là phú ná là lần nữa, chá phá ná là nhưng, há về là chắc chắn, kinh phá ná là phú nữa là. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ là Phật tử Kim Quốc ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Chá là và, bá ná là nhưng, qua là hay là, tê ná hí bởi thế,
Tuy nhiên, ú đã hú là hay là, tú là tuy nhiên, về là chắc chắn, á thá qua hay là hoặc là, bú ná là một lần nữa, chá bá ná là nhưng, há về là chắc chắn, kinh bá ná huống nữa là. Thưa sư, xin hết. Rồi, tốt. Dạ, xin mời Phật tử mang cái lá lên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chá là và, banh cha banh ná là nhưng, tê ná hí là vì thế, vá là hay là hoặc là, tú là tuy nhiên, ú đa hú là hay là hoặc là, á tha vá là hay là hoặc là, vê là chắc chắn, bú ná là một lần nữa, há vê là chắc chắn, kinh bán ná, kinh bánh bánh ná là muốn, nữa là chá bánh ná là nhân. Dạ thưa sư, con xin hết. Muốn nữa là dạ xin mời Phật tử đang lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chá là và, quá hay là hoặc là, tê ná hí bởi thế vì thế, phá ná nhân đúng tuy nhiên, u đá hú nè tâm biết chưa, hay là hoặc là, hay chắc chắn, át tha qua hay là hoặc là, hú ná một lần nữa, chá phá ná nhân, há về chắc chắn, kim ba ná uống uống nữa là. Dạ con xin hết. Dạ xin mời con thử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con nghe không có rõ chỗ kim ba ná có nghĩa là cái gì ạ? Uống nữa là, uống nữa là hả sư? Uống chi, uống chi hả sư? Uống nữa là bà sư. Dạ dạ bà sư. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Chá là và, quá là hay là hoặc là, qua là hay là hoặc là, á đa hú là hay là hoặc là, ú đa hú là hay là hoặc là, bá ná là nhân, quê là chắc chắn, cha bá ná là nhân, tê ná hí là bởi thế, bởi vì, tú là tuy nhiên, cha bá ná là nhân, quê là chắc chắn, phu ná là lần nữa, hát quê là chắc chắn, kinh bá ná là huống nữa là. Dạ bà sư, con xin hết. Dạ dạ xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chá là và, qua là tuy nhiên, tê ná hí là bởi vì, ba ná là nhân, tú là tú là tệ. Dạ thưa sư, con không nhớ từ này. Tú là tuy nhiên. Dạ là tuy nhiên. Ú đa hú dạ tuy dạ con không nhớ ú đa hú hay là hoặc là, ú đa hú hay là hoặc là, á tha quá là hay dạ, á tha qua hay là hoặc là, quê là chắc chắn, pu ná là tuy nhiên một lần nữa,
Dạ, Puna là một lần nữa. Há quê là chắc chắn. Kim bá ná là huống chi là. Cha bá ná là tuy nhiên. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Chá là và, bá ná là nhân, và hay là tên na hí, bởi thế tuy nhiên, tú tuy nhiên, thế vì thế, bởi thế vì thế, u đa hú hay là hoặc là quê là chắc chắn, át tha va hay là hoặc là chắc bát na là nhân, bun ná lần nữa, ha về chắc chắn, kinh bá ná muốn nữa là. Dạ con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư. Dạ sư sư xin đọc. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ con là Trần Đá. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. À. Còn hai người á, đọc đi. Chá là và, bá ná là nhưng, quá là hay là hoặc là, tê ná ti là bởi thế, vì thế, tú là tuy nhiên, ú đà hú hay là hoặc là, ác thá qua là hay là hoặc là, quê là chắc chắn, u ná là lần nữa, kinh bá ná là huống nữa là, cha bá ná là nhưng, há quê là chắc chắn. Dạ thưa sư con xin hết ạ. À. Rồi mà Phật tử Chánh Đăng Nguyệt đọc đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Chá là vàng, bá ná là nhưng, qua hay là hoặc là, tê na hí vì thế bởi thế, tú tuy nhiên, ú đa hú hay là hoặc là, át há hoa hay là hoặc là, quê chắc chắn, chá pa ná nhưng tuy nhiên, ú ná một lần nữa, kim pa ná huống nữa là, há quê chắc chắn. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Có còn ai nữa? Dạ còn xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ xin mời Phật tử Phùng Điệp. Chừng quên mở mic kìa. Sư dạy con xin lỗi, con quên đạo, con bấm nhỏ chút lực. Chá là và, ba ná là nhưng, tê na hí là bởi thế, qua hay là hoặc là, tú là tuy nhiên, ú đa hú hay là hoặc là, quê là chắc chắn, áp thá qua là hay là hoặc là, buôn ná là một lần nữa, cha bán ná là nhưng, con quên rồi, tuy nhiên, há quê là chắc chắn, kinh bán ná là muốn nữa là. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Huống chi là. Dạ huống hả sư? Dạ huống. Dạ dạ, cảm ơn sư dạ. Dạ. Rồi. Có còn ai nữa? Dạ, xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Dạ, sư, con sư, con xin đọc ạ. Chá là và, qua là hay là, hoặc là, bá lá là nhưng, qua hú là đây là, hoặc là, quê là chắc chắn,
tên là hí là bởi thế, vì thế. Tú là tuy nhiên. Chá bá lá là nhưng. Ú lá lần nữa. Á thá qua hay là hoặc là. Kim bá lá uống nữa là áo quê. Chắc chắn là con xin hết ạ. Dạ, thưa sư đã hết ạ. Bây giờ thông báo lại với lớp tuần này thì mình học thứ ba với lại thứ năm. Mình một tuần mình chỉ còn hai buổi. Rồi bắt đầu từ tuần sau mình sẽ học với thứ ba với thứ bảy ha. Tại thứ năm sư hay bận lắm. Tuần sau thì mình sẽ học thứ năm với thứ bảy. Thứ ba với thứ bảy. Thứ năm mình nghỉ. Tuần sau bắt đầu từ tuần sau mình sẽ học với thứ bảy. Thứ bảy con học không được sư. Dễ hả? Dạ. Ráng tranh thủ về. Dạ. Ráng tranh thủ đi học về sớm. Rồi bây giờ sang phần sửa bài tập ha. Giờ bài tập chắc đọc phần từ vựng trước đi, hoặc phần từ vựng trước để đọc năm câu bài tập sau. Giờ phần từ vựng mình có hai trang từ vựng. Hai trang từ vựng, bây giờ nghe đọc hai trang từ vựng trước. Rồi sau đó mình tập đọc từ vựng ha. Đọc từ vựng rồi. Từ vựng này bốn người đọc đi. Bốn người đọc hai trang. Giờ sư đọc một bận qua phần từ vựng. Rồi sau đó lớp tập đọc. Rồi bây giờ nghe đọc từ vựng ha. Alingati. Alingati. Aharati Isa Samyutta Chito Pavati Isa Samyutta Chito Pavati Upekha Upekha Oloketi Oloketi Karuna 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 Samyutta Chita Karuna Samyutta Chita Kaya Kus Kusala kita lakana Kusala kita lakana Chattaro Chattaro Thapeti Thapeti Ta Dewa datta raja kumara Dewa datta raja kumara Dosa lakana Dosa lakana Thamula Thamula Nikhamati Nikhamati Niwareti Niwareti Pana Pana Paharati 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 Paleti Paleti Patati Patati Pada Pada Papa kita, papa kita, pi, posika, posika, prama wihara thamma, prama wihara thamma, pawati, pawati, mareti, mareti, miga, miga, mudita. Mudita, metta, metta, metta sambiyutta kita, metta sambiyutta kita, rukha, rukha, raja kumarika, raja kumarika, parisa, raja parisa, raja kuparisa, rahula raja kumara, Rahula Raja Kumara Wasati Wasati
Vasutha, Vasutha, Va, Satthin, Satthin, Sakha, Sakha. Rồi bây giờ từ quận này thì số từ quen thuộc thôi. Giờ bốn người đọc ha. Giờ người đầu tiên đọc tới chữ chá, người thứ hai thì đọc hết trang một, người thứ ba thì đọc tới đâu, người thứ ba, người thứ ba đọc tới chữ chữ meta đi, người thứ ba đọc tới chữ meta, người thứ tư đọc phần còn lại của trang hai. Rồi giờ mời ai đọc được chưa tay lên đi, được chưa tay lên. Đọc phần từ vựng. Từ vựng này dễ rồi, sẽ đọc một bận được rồi. Tại từ vựng này cũng đơn giản. Rồi anh Cát Khánh mời lớp đọc giúp sư đi. Dạ, em xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. A Linh Gá Tý ôm A Há Rá Tý mang về. Ý Sa Sâm Bá Dứt Tá Chít Tô Phá Quá Tý có tâm ganh tị. Ú Bách Kha xã Ô Lô Kê Tý nhìn cá rú na bi, cá rú na xăm bá dút tá chí tá, người có tâm bi. Cà giá thân cá sú lắc. Cá cá xá lắc tí chí tá lá khắc ná lá khá ná. Trạng thái tâm thiện, chá là quà. Rồi. Con xin hết. Rồi, và người thứ hai đi. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai nó tới đầu mới ngừng thử. Hết trang đó. Hả? Dạ. Chát tác rố là bốn. Tháp bất tí là đặt, tá là người ấy, đê vắt đắc thá ga dắt hú ma rá là hoàng tử, bề đà đặt đa, đô sá lát kha ná trạng thái tâm sân, tham bí lá buông tóc, đi khát mát tí rời khỏi, ni va rê tí ngăn cản, bá ná nhưng ngược lại, ba hát rá tí đánh đập. Rồi, được rồi. Dạ, cái đó. Rồi, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Pa tê tí. Pa tá tí là rơi xuống. Pa đá, chân. Pa pa xít tá là tâm độc ác. Phí, cũng có. Cả lãnh, Hoshika là bảo mẫu, Rama, Rama Viharadama là pháp an trú cao thượng, Bhavati là có, trở thành, Mareti là giết, Mika là thú, Mudita là hỷ, Meta là từ. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Meta Sampayutta Citta là người có tâm từ. Rukha là cây. Rajakumarika là công chúa. Raja Parisa là quần thần. Rahula, Raja Kumara là hoàng tử La Hầu La. Vasati là sống ở. Vasuda là đất mặt đất. Qua hay là hoặc là. Satin là cùng với. Sakha là cành cây. Hamsa là con hạc thiên nga. Hô tí có là. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. À, sư con xin đọc ạ. Alin Gat Tí
là ôm, a há giá tí là mang về, ít ta ít ra xăm bá rút tá khí tô phá quá tí là có tâm ganh tị, ú bê ú bê ta là xả, ô lô kê tí là nhìn, cá rú la là bi, cá rú la tâm bá rút tá chá khí tá người có tâm bi, ca rá là thân, cú xá lá khí tá lá lắc tá lá là tâm thái tâm thiện, trạng thái tâm thiện, chá là và Dạ, xin mời Phật tử Tranh Đá Nguyệt ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chát tà rô là 4, háp bê tí đặt tá người ấy, đê quá đá tá ra chá cú má cú ma đá hoàng tử đề bà đặt đa, đô xá lắc khá ná trạng thái tâm sân, thầm mê lá bị bính tóc, nít khá má tí rời khỏi, ní hoa đê tí ngăn cản, phá ná nhưng ngược lại, phá há rá tí đánh đập. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tranh Đá Nguyệt ạ. Mới đọc rồi. Phật tử, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, xin đọc ạ. Ba tê tí, ba tát tí là rơi xuống, ba đá là chân, ba bá chít tá là tâm độc ác, bí là cũng, cũng có, cả lẫn, ô si kha là bảo mẫu, Brahma viha Rathamma là pháp an trú cao thượng, phá quá tí có là trở thành, ma rê tí là giết, mí gá là thú, mú đi ta là hỷ, metta là từ. Sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Metta sampa yutta citta là người có tâm từ, Rukha là cây, Raja Kumarika là công chúa. Kumarika. Dạ, Raja Kumarika là công chúa, Raja Parisa là quần thần, Rahula Raja Kumara Ra là hoàng tử, La Hầu La, Quasati là sống ở, Quasutha là đất, mặt đất, quá là hay là hoặc là, Satin là cùng với, Sakha là cành cây, Hamsa, Hamsa là con hạt, Thiên Nga, Hô Tí là có, là bạch sư con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Chưa cầm mic hay sao? Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Con đọc 6 lần trả đúng không ạ? Đọc con bắt đầu ạ, từ đầu. Dạ, vâng ạ. Lingati om aharati mang về, iksa sampa jutta chitto phawati có tâm ganh tị, upekha saat oloketi nhìn, karuna bi karuna sampa jutta chitta người có tâm bi, kaya thân, kusala chitta lakkhana trạng thái tâm thiện, cha và
Rồi. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Chất tà rô là 4. Tha pê tí đặc tá người ấy. Đê quá đá tà ra cha. Đê quá đá tà ra cha cú ma ra. Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa. Đô sa lá kha ná. Trạng thái tâm sân. Tham mí lá biếm tóc. Ni kha ma tí rời khỏi. Ni wa re tí ngăn cản. Pa ná nhưng ngược lại. Pa ha ra tí đánh đập. Dạ con xin hết. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pa tê tí, pa ta tí, rơi xuống. Pa đa là chân. Pa ba chít tá là tâm độc ác. Pí cũng có cả lẫn. Phô si ca là bảo mẫu. Brahma vihara dhamma pháp an trú cao thượng. Pavati là có, là trở thành. Bareti là giết. Mika, Mika là thú. Mudita là hỷ. Metta từ. Dạ con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Metta là từ. Metta sambhajyut tatsita là người có tâm từ. Rukha là cây. Rajakumarika là công chúa. Rajabarisa là quần thần. Rahula Rajakumara hoàng tử ra hầu la. Quá sát tí là sống ở. Quá sú tha là đất, mặt đất. Qua hay là hoặc là. Sắc thiên là cùng với. Sát kha cành cây. Hăng sa là con hạt, con thiên nga. Hô tí là có. Là, dạ sư sư con hết ạ. À. Xin mời Phật tử Mangala Nandi đi. Dạ sư sư con xin đọc. Alinga ôm. Alinga tí là ôm. Ahara tí là mang về. Isa sambhavuta chito. Ba va tí là người có tâm ganh tị. Ubekha là xã. Oloke tí là nhìn. Cá Karuna là bi. Karuna sambhavutachita là người có tâm bi. Kaya là thân. Kulasachita là trạng thái tâm thiện. Cha là và. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Sang Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chataro là 4, Thapati là đặc, tá là người ấy, Devadatta Rajakumara là hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, Dosalakhana là trạng thái tâm sân, Thamila là bính tóc, Nikhamati là rời khỏi, Nikvarati là ngăn cản. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thế con xin đọc ạ. Bá ná là nhưng ngược lại. Bá ha ra tí là đánh đập. Ba tê tí
Bá tả tí là rơi xuống, bá đá là chân, bá bá chí tá là tấm độc ác, bí là cũng có cả lẫn, bố xí ca là bảo mẫu, bra má quý, ha rá tham má là pháp ân trú cao thượng, bá quá tí là có trở thành, ma rê tí là giết, mí gá là thú, mú đi ta là hỷ, mét ta là từ. Dạ xí hái già. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ, sư con xin đọc ạ. Mét ta sa ta chúng ta chúng ta phúc tha và cha phụ mà rít cả và cha ba rít xà là ngu lạ là cha phụ mà ra qua sơ ti qua su thà và sát thình sa thà. Xin nhẹ ạ. Rớt cái gì rồi? Ờ, dạ, vậy xin mời Phật tử Long Liễu thăm má anh đi. Dạ, xin mời Phật tử Long Liễu ạ. Dạ, dạ. Thưa sư con xin học ạ. A lin gat ti na om. Aharati là mang về. Ita sambazuta zuta chito ta qua ti có tập ganh tị. Upeka là xả. Oloketi là nhìn. Katsuna là bi. Các dụ là sambhazuta chitta là người có tâm bi. Kara là thân. Kusala chitta là khắc lạ là trạng thái tâm thiện. Chạ là vả. Con xin hết ạ. Dạ, con Phật tử nào muốn đọc không ạ? Rồi, bây giờ hết rồi thì nghe xem lại 5 câu bài tập, 10 câu bài tập, 5 câu Bali, 5 câu tiếng Việt. Rồi, bây giờ đọc 5 câu Bali trước. Đây là 5 câu Bali. Năm câu Bali trước, bây giờ nghe đọc trước ha, nghe đọc trước rồi đã, bây giờ tay đọc sao? Upa lo cha, ra cha phu ma ro cha, meta sambhuta citta phavanti, upa lo cha, ra cha phu ma ro cha, meta sambhuta citta phavanti. Panna deva raja kumaro pavacito hoti. Panna deva datta raja kumaro pavacito hoti. Panna deva datta raja kumaro pavacito hoti. Deva nato nama raja kumaro sarena hangso vichati. Deva nato nama raja kumaro sarena hangso vichati. Devadatta raja kumaro migi paha rati wa mare tiwa. Devadatta raja kumaro migi paha rati wa mare tiwa. Meta wa karuna wa kusala lakana pawati. Meta wa karuna wa kusala kita lakana pawati. Meta wa karna wa kusala lakana pavati. Rồi lần nữa ha. Upa lo cha raja kumaro cha meta samyutta citta pavanti. Upa lo cha raja kumaro cha meta samyutta citta pavanti.
Panna Deva Datta Raja Kumaro Pavajito Hoti. Panna Deva Datta Raja Kumaro Pavajito Hoti. Deva Datta Nama Raja Kumaro Sarena Hang Sang Vichati. Deva Datta Nama Raja Kumaro Sarena Hang Sang Vichati. Deva Datta Raja Kumaro Mige Paharati Wa Mareti Wa. Deva Datta Raja Kumaro Mige Paharati Wa Mareti Wa. Metawa Karnawa Kusala Lakana Pahwati. Metawa Karnawa Kusala Kita Lakana Pahwati. Metawa Karnawa Kusala Lakana Pahwati. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên đọc 5 câu bài tập rồi sau đó chúng ta sửa. Rồi anh Khánh mời mấy Phật tử đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Cô ơi, dự báo tắt mi nè. Dự báo nãy giờ chưa tắt mi. Dạ. Pupalo cha rajakumaro cha metak sambat jatak cita harati bana devata raja kumaro bacak cito hoti devadato nama rajakumaro sagrena hamsang vajati vihati devata raja kumaro mige Pagyakrati và Mareti và Meta cha Meta và Karuna và Kusala Chita Lakana Pagyakrati. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử đọc đã đúng chữ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Bhupalo cha raja kumaro cha metta sampayutta sita bhavanti pana de vadatta raja kumaro apasito hoti de vadatto nama raja kumaro sarena hàng sang vi cha ti đề va đát ta ra cha kumaro mi ghe pa ha ra ti và ma re ti và metta và karuna và ku sa la si ta la la kha na ba va ti. Dạ thì sư con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Pupalo cha rajakumaro cha metta sambha yutta citta phawanti bana devadatta rajakumaro papacito hoti devadatto nama rajakumaro sarena hằng sang vichati đề qua đắc tá ra chá của Maro mi ghê ba ha ra tí qua ma rê tí qua metta qua kura karuna qua kusala kusala chitta lakhana phá quá tí. Con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Upalo cha raja kumaro cha metta sampajutta citta hawanti pana devadatta raja kumaro papacitto hoti devadatto nama raja kumaro sarena hamsang vichati devadatta raja kumaro hige paharati wa mareti wa metta wa karuna wa Usala chitta lakkhana phawati. Con xin nghĩ rằng.
Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư cũng xin đọc ạ. Kupalo cha ra cha Kupalo cha ra cha kumaro cha metta sampa jutta citta phá hóa tí pan ná đề quá tát ta ra cha kumaro pa pa chito hô tí đề quá đát tô ma má ma ma na má Raja Kumaro Sarena Hằng Sang Quý Trà Tý Đề Quá Đa Tá Raja Kumaro Mít Ghê Paharati Wa Mareti Wa Mê Tá Wa Karuna Wa Kalut Kusala Kusala Chita Lakana Phagati. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ bà sư con đọc. Fubalo char Fubalo chara chakumaro chameta sampayutta citta pawanti panade wa datta rachakumaro papachito hoti de wa datto nama rachakumaro Sarena hằng sang vi cha tí đề qua đát ta ra cha kumaro mít ghê paharati wa ma re tí wa metta wa karuna wa kusala citta lakhana pha wa tí. Con xin hết. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. Dạ sư con xin đọc ạ. Ubalo chaza cha kumaro cha metta samba samba jutta citta pap vanti bala de watta ta za cha kuba kumaro ba ba citto oti de watato lama za cha kumaro ta de là hằng tăng quý trà tị đề hoa đa tạ giả cha cu bà rồ mỹ ghề ba ba ra tị hòa mà rề tị hòa mê tà hòa ca ru mà là hòa cu ta la y ta la ca ca là Pawati. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Upalo cha ra cha kumaro cha metta sampayutta citta pawanti pawanti pana dewa datta ra cha Kumaro Papa Chito Hoti Dewadato Nama Raja Kumaro Sarena Hansang Wichita Ti Dewadata Raja Kumaro Mige Paha Rati Wa Ma reti wa metta wa karuna wa kusala citta lakhana pawanti pawati pawati. Dạ bạch sư hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hương Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Pu ba lo cha Raja Kumaro cha metta sampayutta citta pawanti pana dewada tara con xin đọc lại pana dewada ta datta Raja Kumaro papasito hoti
Devadatto nama Raja Kumaro Sarena Hangsang Vichati Devadatta Raja Kumaro Mige Paharati Wa Mareti Wa Metta Wa Karuna Wa Kasulasita Lakhana Pawanti. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Trang Đá Nguyệt ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Upalo cha ala cha kumaro cha metta cha metta sambajutta citta pawanti pana devadatta ala cha kumaro pabha citto hoti Devadatto nama Raja Kumaro Sarena Hangsang Vichati Devadatta Raja Kumaro Mige Aharati Vamareti Va Metta Va Karuna Va Kusala Chita Lakhana Phavati. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Phu ba lô cha ra cha cú ma rô cha metta sambha yutta chitta phá văn tí ba na deva datta ra cha cú ma rô ba ba chitto hô tí deva datto nama ra cha cú ma rô sarena hăng sang vít cha tí Devadatta Raja Kumaro Mige Baharati Wa Mareti Wa Mesta Wa Karuna Wa Kusala Chitta Lakhana Phawati. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin đọc ạ. Upalo cha, raja kumaro cha, metta sampajutta citta phavanti.